TikTok clip của sáng ngày thứ 6 ngày 17 tháng 5 nha anh em ơi. Lên cho anh em xem thêm một cặp Asus Puppy nha. 5 tháng nha anh em ha. Con đầu tiên nha, 2.150. Khung này tầm 2.7 nha anh em. Đó, dáng dấp gần lực anh em ha. Tay còn hơi lỏng nha. Bờm xoắn mắt trắng. Khung nền rất tốt cho anh em mình mang về pha chế ha. Gần như em thấy con gà nào mang đi chơi á cũng có Asus trong đó và có Mỹ trong đó. Luôn luôn những cái con này là những cái nền rất tốt nha anh em ha. Để anh em mình pha chế ha. Ưu điểm của những em này là tải cửa tốt, mau có nước nuôi, gà lên khung tay dày, bền sức. Đó, độ máu lửa cũng tăng luôn nha anh em. Rồi con thứ hai nha, con này 2.5 kg nha anh em ha. Lưng vai rất tốt nha, khung này tầm 3 kg. Rồi cặp này em để giá 3 triệu nha. Ai comment thì alo em, chào anh em.